Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ngày 2 tháng 12, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2022. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Năm 2022, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành 75 văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc trình tự thủ tục. Đến ngày 22 tháng 11 năm 2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính toàn tỉnh đã giải quyết xong là 185.969 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 99,2%, trễ hạn 0,7%. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 97%. Hệ thống được kết nối thông suốt với trục liên thông văn bản quốc gia. Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử VNPT iGate được tỉnh Cao Bằng triển khai đồng bộ đến 100% các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp 1.723 dịch vụ công trực tuyến. Đến hết tháng 10 năm 2022, số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 633 đơn vị, giảm 200 đơn vị so với năm 2017. Trong giai đoạn 2018-2021, bình quân mỗi năm giảm 6% số đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm 2022, thành lập, tổ chức lại 3 tổ chức hành chính, 9 đơn vị sự nghiệp, toàn tỉnh giảm 13 phòng chuyên môn cấp huyện. Số biên chế công chức được giao năm 2022 là 2.075 biên chế. Số biên chế sự nghiệp được giao là 16.041 biên chế. Tại buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chính phủ xem xét giảm trừ tỷ lệ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thấp hơn mức quy định chung của tỉnh Cao Bằng để sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được giao và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số thông tư nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính trọng tâm của tỉnh. Tuy nhiên, các chỉ số về cải cách hành chính vẫn ở mức thấp. Do đó, thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính đề nghị tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục triển khai kịp thời các kết luận của Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, ra soát lại tính thống nhất, đồng thuận trong triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính. Đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 sát với điều kiện thực tế, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, quan tâm đến hoàn thiện bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ công chức, cải tiến, đổi mới, niêm yết các thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức để thuận tiện cho người dân, hướng tới việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế. Đối với kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tổng hợp và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tới kiểm tra thực tế việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Ngày 1 tháng 12, huyện Bảo Lâm đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy Bảo Lâm đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Huyện đã tổ chức kiểm tra giám sát 262 lượt tổ chức đảng, 61 đảng viên, thực hiện 101 cuộc thanh tra đối với 22 đơn vị, huy động trên 3.000 lượt người và trên 20 phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ, di rời 179 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cử 257 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, phát quang tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới 358 lần với trên 32.000 lượt người tham gia.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu một số hạn chế vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Ngày 2 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức tiếp nhận 107 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Trong số 107 công dân trên có 45 nam, 62 nữ. Qua công tác tiếp nhận, điều tra xác minh, đơn vị phát hiện hai đối tượng có lệnh truy nã là Hoàng Văn Hường, sinh năm 1978, trú tại thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy nã về hành vi hủy hoại tài sản. Đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc từ tháng 8 năm 2019. Đối tượng thứ hai là Lương Văn Hoàng, sinh năm 1991, trú tại Bản Vi, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Than Uyên truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc từ tháng 8 năm 2019. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã hoàn tất thủ tục hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 30 tháng 11 đến 17 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó huyện Quảng Hòa 2 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp. Đến nay toàn tỉnh ghi nhận 98.213 trường hợp mắc COVID-19, hiện có 4 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 23 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Trong ngày 1 tháng 12, có 3 trường hợp đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp điều trị khỏi lên 98.121 người. Tỉnh đã lấy 582.554 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Trong ngày 1 tháng 12, có 31 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Australia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở Australia với khoảng 350.000 người là cộng đồng trẻ và hòa nhập nhanh. Một số cá nhân người Australia gốc Việt đã tham gia chính trường sở tại, giữ chức vụ tại chính quyền liên bang và tiểu bang. Nhiều người Việt cũng đã thành lập doanh nghiệp và kinh doanh thành công. Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của cộng đồng trong đoàn kết giúp nhau phát triển, có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nếu có ý chí, hoài bão và quyết tâm lớn, chắc chắn cộng đồng người Việt tại Australia sẽ càng ngày lớn mạnh, đóng góp tích cực cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Australia. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Đại sứ quán đã làm tốt công tác bảo hộ công dân trên tinh thần kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Quá trình đô thị hóa của Việt Nam hiện đang ở thời điểm mang tính chất bước ngoặt. Đây là nhận định của đại diện WB tại Hội nghị Đô thị Toàn quốc. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam đánh giá, trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể về kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt mức trên 6%. Tốc độ tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng năng suất và hiệu ứng quần tụ do quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại. Việt Nam cần củng cố thể chế và nâng cao năng lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cách tiếp cận đối với phát triển đô thị bền vững và có khả năng chống chịu. Để cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả của các đô thị tại Việt Nam, việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị là rất quan trọng, đặc biệt là đầu tư vào quản lý rủi ro lũ lụt và hệ thống giao thông công cộng công suất cao. Song song với việc cải thiện năng lực cạnh tranh, cần phải đối phó với biến đổi khí hậu. Bởi lẽ, lũ lụt đô thị là một thách thức nghiêm trọng và có xu hướng ngày càng tăng. Theo WB, Việt Nam là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu trên thế giới và hơn 35% khu dân cư hiện đang nằm ở các khu vực ven biển. Đảm bảo rằng việc phát triển có cân nhắc đến các vấn đề khí hậu là đặc biệt quan trọng. Điều này sẽ đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có cấu trúc để đảm bảo rằng vừa đảm bảo tính cạnh tranh và tính bền vững. Một cân nhắc quan trọng đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng mới là lồng ghép tư duy và biện pháp tăng cường khả năng chống chịu vào quy hoạch, kỹ thuật và thiết kế và vận hành cơ sở hạ tầng, dù là bất kể loại cơ sở hạ tầng nào. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Theo kế hoạch, các địa phương phải bàn giao 70% diện tích các gói thầu được chọn khởi công trước ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, đến nay mới có 393 km được bàn giao cho chủ đầu tư các dự án thành phần, đạt gần 53%. 5 địa phương chậm trễ thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có dự án Vạn Ninh - Cam Lộ, hiện bàn giao được 5 km, đạt 15%. Tỉnh Quảng Ngãi có dự án Quảng Ngãi - Hòa Nhơn mới bàn giao được 5,7 km, đạt 9,5%. Tỉnh Phú Yên mới bàn giao được 1 km thuộc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, đạt 2,4%. Đoạn Chí Thạnh - Vân Phong chưa bàn giao mặt bằng. Thành phố Cần Thơ cũng chưa bàn giao mặt bằng dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang. 7 trên 12 địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt trên 60% là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, đảm bảo tiến độ khởi công các gói thầu. Các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công 12 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần trước ngày 31 tháng 12. Chuyên gia khí tượng nhận định, trong tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, vùng áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực Biển Đông và không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất tại khu vực Bắc Bộ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn từ 20 đến 50mm. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 40 đến 80mm. Đặc biệt khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 70 đến 150mm, có nơi cao hơn 200mm so với trung bình nhiều năm. Xu thế nhiệt độ trong tháng 12 trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh kịp thời. Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau, và vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Pfizer Việt Nam đón nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam năm 2021. Cùng với sự kiện này, nguyên Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cũng vinh dự được trao tặng Huy chương Hữu nghị về sự lãnh đạo xuất sắc trong thời gian đồng hành cùng chính phủ Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19 năm 2021. Để hỗ trợ hệ thống y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 năm 2021, Pfizer phối hợp Bộ Y tế Việt Nam hoàn thành nhanh chóng việc cung cấp khoảng 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đến người dân sớm nhất có thể, bao gồm khoảng 51 triệu liều theo thỏa thuận với Bộ Y tế và 60 triệu liều từ các chương trình viện trợ. Đồng thời, Pfizer cũng nỗ lực đồng hành cùng các sở ban ngành trong việc thực hiện các chương trình giáo dục về y tế và khoa học đến các đối tác liên quan. Chuyển sang tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi cho biết lục địa này sẽ nhận được lô vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do Hàn Quốc tài trợ. CDC châu Phi thông báo cho đến nay, chưa biết rõ thời gian chuyển giao số vaccine trên, bao gồm 50.000 liều, sẽ được sử dụng đầu tiên cho nhân viên y tế và người dân sống ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong năm nay, châu Phi đã ghi nhận 202 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ, với tỷ lệ tử vong là 19,3% tại 13 quốc gia. Giám đốc CDC châu Phi cho biết đã phát hiện 51 trường hợp mắc bệnh mới ở Congo trong tuần qua. Hiện Ghana và Nigeria là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hay biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, xương hạch bạch huyết, sau đó xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban và có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.